Đấy, chương trình Chào Washington DC mà Thanh Trúc kính mời quý vị cùng trở lại trong câu chuyện với nhà văn Nguyễn Việt Nữ. Ngoài cái vấn đề viết lách đó, những cái bài báo mà được đăng ở trên mạng hay là được đăng ở trên các báo địa phương, thì thưa nhà văn Nguyễn Việt Nữ, bà còn đi nhiều phải không ạ? Hình như là bà có đi đây đó, điển hình như là cái chuyến đi quá dài qua bên Nga, cái hồi mà gọi là cái đế chế Liên Xô sụp đổ. Và đi đó để là học hỏi. Vì thật ra đó, người ta nói đi một ngày đàn học một sàng khôn. Thì đúng là trường hợp của Việt Nữ không biết gì hết, kính thưa quý vị. Nhưng mà nhờ đi đó, rồi mình quan sát. Thì cái năm đó, Liên Xô sụp đổ 1991. Thì năm 1993 đó, có cái tổ chức của quốc tế gọi là Đại hội Quốc tế Nhân quyền cho Việt Nam. Vì vậy đó, chúng tôi mới là tất cả đều là thủ tục và tiền bạc do chính mỗi người bỏ ra. Bên Pháp, nghĩa là Âu Châu, bên Úc là chiến sĩ Võ Đại Tôn, bên Canada, rồi Mỹ là có miền Đông, miền Tây. Thì đó, chúng tôi một phái đoàn qua tới bên đó là 11 cái nước cộng sản cũ để tam đó. Nó hiểu ra, nó mở mắt rồi, nó cũng thấy cái lừa bịp của Mác Lê đó. Thì họ cũng đi vào, họ ủng hộ cái chương trình của chúng tôi. Vì vậy đó, chúng tôi mới là viết một cuốn sách. Cái lý do mà chúng tôi viết đó không phải cái cuốn sách đó chúng tôi viết, mà viết báo, thành ra nó không có liên lạc gì hết trơn á. Với lại dịch những cái tờ báo phản chiến mà chúng tôi thấy rằng nói nó bậy, không đúng về cái cuộc chiến của Việt Nam mình. Vì vậy chúng tôi dịch lại, tôi nói thì các nhà văn thấy thích, mới là gom lại thành một cuốn sách. Thì lúc đi tôi không hiểu lấy cái gì để đi. Ở bên Nga đó, ban tổ chức nói là mỗi người phải gửi một bài tham luận, gửi qua trước. Thì tôi nghĩ là tôi có thêm một cuốn sách. Vì vậy 50 cuốn sách, kính thưa quý vị, tôi đi đâu cũng không có quần áo, không có biết diện gì hết trơn, là vì lo trả tiền sách. Nó nặng lắm, 50 cuốn sách về như vậy đó, để phát cho bao nhiêu hàng lâm học sĩ ở bển và các sinh viên. Sinh viên ở bên Nga lúc đó là người của Cộng sản không à. Mà chúng tôi qua đem một cuốn sách vô xét đó, trong đó này, Hồ Chí Minh bán nước, Chí Minh ơi, đầy đủ những cái văn kiện để mà kết án Hồ Chí Minh bán nước. Trong đó có công hàm của Phạm Văn Đồng, Hoàng Sa Trường Sa. Ký 1958 nữa. Cái cuốn tác phẩm của bà là Yêu và Bị Yêu đó, thì thưa, hình như trong này bà cũng gói ghém rất là nhiều những cái ưu tư của bà về đất nước và những điều mà bà muốn gọi là giống như là phản kháng lại những cái mà bà cho là phi nhân, không có đúng với lại gọi là cái human face, khuôn mặt nhân bản của cái thế giới cộng sản mà bây giờ là miền Nam Việt Nam phải chịu đựng là 30 tháng 4 1975 cho tới hôm nay. Thưa bà, có đúng như vậy không ạ? Bởi vì Thanh Trúc thấy là ở trong này bà bị ảnh hưởng rất nhiều của những cái vần thơ của ông Nguyễn Chí Thiện nữa. Xin bà trình bày tiếp. Dạ, cảm ơn Thanh Trúc. Kính thưa quý vị, Nguyễn Chí Thiện đó là năm 1995 mới được đi qua Mỹ. Nhưng mà lúc đó đó, vần thơ của Nguyễn Chí Thiện ở trong Qua Địa Ngục vân vân đó, thì chúng tôi ở ngoài này đã rất thấy rằng có rất là lợi và nói rất là đúng về Đảng, Bác, vân vân. Cho nên chúng tôi phổ biến trên báo chí, và năm 1993 thì chúng tôi đã đem cái tiếng nói của Nguyễn Chí Thiện qua tới bên cái nôi của Cộng sản, phát thanh và phát cho con cháu Cộng sản để mà họ học những cái tội ác của Hồ Chí Minh. Và đặc biệt mà muốn nói về luật đó, chúng tôi đưa vào cái luật đối chiếu.
bởi vì chúng tôi từng từng nó vô tình thôi là được dính dáng học hỏi về luật của Việt Nam Cộng Hòa mà nó lấy từ đời Pháp. Rồi kế đó đó, với cộng sản đó, chúng tôi cũng có thí dụ đi thăm chồng ở trong tù cũng là biết cái luật của cộng sản, rồi cũng làm luật với Trương Như Tản, cũng có một thời học luật và đi, chúng tôi đi học tiếng Nga nữa quý vị, họ bắt đi học. Rồi qua Mỹ đó thì chúng tôi cũng có học trở lại, học hàm thụ thôi, học luật trở lại đó. Cho nên á, chúng tôi có cái tính cách viết như là luật đối chiếu, để sau này, thật là cái mục đích sau này nếu mà mình lấy lại được một cái nước không còn cộng sản đó, thì mình không có áp đặt cho ai, thấy cái cách nào, cái điều luật nào lợi cho dân tộc Việt Nam, chứ không nhất thiết là phải theo Mỹ, theo Pháp hay theo ai hết, theo cái quyền lợi của dân tộc mình. Vì vậy đó, chúng ta có đối chiếu một chuyện gọi là bốn điều cảnh giác Miranda, mà cái luật đó ở bên Mỹ này là áp dụng cái đầu tiên thôi. Bắt một người mà hỏi cung đó thì người ta có quyền im lặng. Để nếu mà quý vị đọc trở lại bốn điều cảnh giác Miranda đó, chúng tôi giới thiệu ở bên Nga cái chuyện đó. Chúng tôi giới thiệu là dân có thể kiện chính phủ. Thành ra qua bên Nga, đối với mình á, đối với chúng ta là Tây Phương, không có lấy làm lạ. Nhưng mà khi mà chúng tôi nói lên với lại đệ tam quốc tế, hậu vệ của chúng nó, họ rất là ngạc nhiên. Xin nhắn tắt một cái chuyện này đặc biệt lắm, là cái bài mà tham luận của chúng tôi gửi qua đó, qua tiền hậu nghị đó, đã chia các hội phụ nữ, là chúng tôi đi đại diện cho hội phụ nữ của Việt Nam Cộng Hòa, của Mỹ đó, ra ngoài này rồi đó. Thì phát biểu ngày thứ hai, còn mấy ngày đầu đó là khác. Vì vậy đó, chúng tôi viết cái bài đó nó rất là dài. Cho nên chúng tôi định ai nói rồi chuyện gì thì tôi gạch. Nhưng mà mới có ngày đầu thôi, tôi được chị Irena là chủ tịch của cái đại hội đó hổn hển kêu lên: "Chị Việt nữ, bài của chị đó tụi em đã dịch hết các thứ tiếng rồi. Chị lên chị khỏi cần giới thiệu gì nữa. Chúng ta nói những cái chuyện đi, thưa chính phủ, thưa chính phủ, người dân thưa chính phủ, đường xá mà gặp gờn đó, người dân thưa nha lộ giận, dân dân đó, hoàn toàn mới mẻ và đáng học đối với cái chế độ cộng sản." Dạ, chính vì như vậy mà chúng tôi liên tiếp muốn cầm cái ngòi bút. Dạ. Luôn luôn muốn dùng cái ngòi bút và kiến thức của mình để mà nhắc nhở mọi người về cái quyền căn bản của một người dân trong một cái đất nước dân chủ, tự do. Dạ, vâng. Bây giờ thì nhà văn Nguyễn Việt Nữ và Thanh Trúc xin kính chào quý vị, cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn tái ngộ quý vị trong một chương trình khác. Cảm ơn Thanh Trúc và kính chào quý vị đã kiên nhẫn lắng nghe. Kính chào.